thần nữ nguyên tác trúc thanh ngư dung người tỉnh hồ nam người kể chuyện quên mất quận ấp nhà rất nghèo đi thi về hết tiền ăn đường muốn ăn xin thì xấu hổ đói quá nghỉ tạm trong miếu ngô vương nhân đó ngỏ lời phẫn uất vái lạy trước bệ thờ thần rồi ra nằm ngoài hè chợt có một người dẫn đi ra mắt ngô vương quỳ xuống tâu rằng đội ho còn thiếu một lính có thể lấy hắn bổ sung vào ngô vương bằng lòng trao cho chiếc áo đen mặc vào bèn hóa ra con quạ vỗ cánh bay ra thấy quạ bạn họp thành đàn dẫn nhau cùng đi chia ra đậu trên các cột buồm khách đi đường tranh nhau lấy bánh và thịt ném cho đàn quạ bay ở trên không đón lấy mà ăn ngư cũng bắt trước, chốc lát no phình bụng bay đi đậu ở cành cây trong lòng rất sung sướng qua vài ngày, Ngô Vương thương nổi không có vợ, gả cho một con chim mái tên là Trúc Thanh, yêu mến nhau lắm. Ngư thường đi kiếm thức ăn, dần dần dạng dĩ không đề phòng. Trúc Thanh luôn luôn can ngăn không nghe. Một hôm có quân lính đi qua, lấy đạn bắn trúng ngực ngư. May được Trúc Thanh ngậm tha đi, không bị bắt. Đàn quà nổi giận, đập cánh quạt sóng, sóng to nổi lên bao nhiêu, thuyền lật hết. Trúc Thanh lấy mồi mớm cho ngư, nhưng vết thương nặng quá, đến tối thì chết. Bỗng như người tỉnh mộng, thấy mình nằm ở trong miếu. Trước đó, dân cư ở đấy thấy sinh nằm như chết, không biết là ai, rờ thấy chưa lạnh, cho nên thỉnh thoảng lại cho người đến dò xem. Bây giờ hỏi biết nguyên do, nguyên tiền giúp cho ngư về quê. Ba năm sau, đi ngang qua nơi cũ, vào lễ ngô vương, bày thức ăn gọi quà xuống cho ăn, rồi khấn rằng nếu như có Trúc Thanh ở đây xin đậu lại. Đàn quà ăn xong bay đi hết. Sau đó đi thi đổ cử nhân khi về lại vào miếu lễ ngô vương dân cúng một con cừu cúng xong lại bày ra cho bọn quà ăn lại khấn như lần trước. Đêm đó ngủ ở hồ thôn thắp nến đang ngồi chợt trước ghế như có chim bay xà xuống nhìn ra thì là một cô gái đẹp tuổi trạc đôi mươi nhuãn miệng cười mà rằng "Sau khi chia tay vẫn được khỏe mạnh như thường chứ?" Ngư Kinh Hải hỏi, "Nàng là ai?" Đáp, "Chàng không nhớ Trúc Thanh à?" Ngư mừng rỡ hỏi ở đâu lại, nàng đáp, Hiếp bây giờ làm thần nữ ở Hán Giang, ít khi về quê cũ, hôm trước có Ô Sức có nhắc đến hai lần thăm tình của chàng, cho nên đến sum họp với chàng một phen." Ngươi càng vui mừng, cảm động y như vợ chồng lâu ngày gặp nhau, hôn xiết luyến thương, xin muốn đưa nàng cùng về Nam, nàng lại muốn sinh cùng về Tây, hai bên đều không quyết. Lúc vừa ngủ dậy, xin thấy nàng đã dậy rồi, mở mắt thấy ở trong ngôi nhà lộng lẫy, đèn đuốc sáng choang, không phải là cảnh ở trên thuyền. Sửng sốt đứng dậy, xin hỏi, đây là đâu? Nàng mỉm cười, đây là Hán Dương, Nhà em tức là nhà của chàng, cớ gì mà phải về Nam? Trời dần sáng, nô bọc tỳ nữ nườm nượp, tiệc rượu đã bày trên một cái kỹ cạnh giường, vợ chồng đối ẩm, ngư hỏi. Đây tớ của tôi ở đâu? Nàng nói, ở trên thuyền. Xin lo rằng người lái thuyền không thể đợi lâu được. Nàng đáp, không hề gì, thiếp sẽ báo tin giúp chàng. Từ đó ngày đêm yến ẩm vui thú không về Người lái thuyền hôm đó ngủ dậy Chợt thấy đang ở Hán Dương Kinh hải hết sức Đầy tớ ngư hỏi đến chủ Thì chủ đã biến mất không thấy tâm hơi Người lái thuyền lúc muốn rời đi chỗ khác Thì không thể nào cởi được dây neo Đành phải cùng tên đầy tớ ở đó đợi Được hơn hai tháng Sinh chợt nhớ đến chuyện quay về Liền bảo với Trúc Thanh rằng Tôi ở đây đoạn tuyệt với người thân thích đã lâu. Và lại, nàng với tôi đã chính thức thành vợ thành chồng. Mà không đến nhận nhà cửa gia đình chồng một lần thì sao phải lẽ? Trúc Thanh đáp. Không kể rằng thiếp không đi được, dẫu có đi được thì chàng còn có vợ ở quê nhà. Người ấy sẽ đối xử với thiếp như thế nào? Chi bằng cứ để thiếp ở đây làm phòng riêng của chàng, như thế có được không? sinh sợ đường xa không thể đến thường được trúc thanh liền lấy ra một cái áo thâm mà nói rằng cái áo cũ của chàng còn đó lúc nào nghĩ đến em thì mặc vào là có thể đến chỗ em được đến rồi tiếp sẽ cởi nó ra cho chàng rồi bày tiệc rượu tiễn hành rất long trọng sinh uống say ngủ thiếp đi lúc tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trên thuyền nhìn ra đúng là nơi đậu thuyền lúc trước ở động đình người lái thuyền với tinh đầy tớ của sinh còn đó nhìn nhau mà sửng sốt hỏi sinh đi đâu về sinh vừa buồn cười vừa ngạc nhiên thấy bên gói có một cái bọc mở ra xem thì là quần áo giày vớ mới do nàng tặng trong đó có một cái áo thâm được gấp cẩn thận lại có hầu bao theo quấn ngang lưng rờ xem thì thấy đầy vàng đêm xuôi nam đến nơi trả tiền cho lái đò rất hậu về đến nhà ở được vài tháng thấy nhớ hán thủy quá bèn ngầm lấy chiếc áo thâm mặc vào thấy hai hông liền mọc hai cánh vụt lên không Đầu nửa giờ sau đã tới sông hán lượng vòng quanh nhìn xuống thấy ở trong một hòn đảo nhỏ có tòa lâu đài bèn bay xuống đó có tỷ nữ trông thấy từ đằng xa hô lớn ông đã đến chốc lát trúc thanh ra sai chúng lấy tay cởi nút buộc thì thấy bao nhiêu lông cánh tuột ra hết. Trúc Thanh cầm tay dắt vào nói, Chàng lại vừa hay, vài ngày nữa là tiếp sinh nở. Sinh hỏi đùa, sinh thai hay là sinh trứng? Nàng đáp, em bây giờ đã là thần, da thịt thay đổi, ắt khác ngày xưa. Được vài ngày, quả nhiên nàng ở cử, bọc thai đầy như quả trứng, xé ra thì đó là con trai xin mừng rỡ đặt tên cho con là Hán Sản. Ba ngày sau, các thần nữ khác ở Hán Thủy đều đến, đem các đồ trang sức quý báu tới mừng, người nào cũng đẹp, lấy ngón tay ấn vào mũi đứa bé mà chúc thọ. Khi khách đi rồi, xin hỏi, đó là những ai? Nàng nói, đó toàn là bạn của thiếp, người đi cuối cùng mặc áo trắng, người ta vẫn thường gọi là Hán Cao Giải Bội ở được vài tháng, Trúc Thanh cho người lấy thuyền đưa về, không dùng đến thuyền lẫn mái chèo mà thuyền tự động trôi đi. Đến nơi đã thấy người buộc ngựa ở bên đường chờ sẵn, từ đó đi đi lại lại luôn không dứt. Được vài năm, hán sản càng lớn càng tuấn tú, sinh quý lắm, vợ sinh là hòa thị, khổ vì nổi không con, thường mong được gặp hán sản. Xin đem thực tình kể lại cho Trúc Thanh nghe trúc thanh bèn sửa soạn cho hán sản theo sinh về hẹn ba tháng thì mang trả lại về nhà rồi hòa thị yêu mến hán sản còn hơn con đẻ quá mười tháng vẫn không muốn trả một hôm hán sản phát bạo bệnh chết hòa thị đau lòng muốn chết sinh bèn đi hán dương báo tin cho trúc thanh biết vừa bước vào cửa đã thấy hán sản chân không nằm trên giường sinh mừng rỡ hỏi rõ chuyện trúc thanh nói chàng sai hẹn quá lâu thiếp nhớ con nên gọi về đó nhân đó sinh thuật lại chuyện hòa thị vì quá yêu mến con cho nên trễ hẹn nàng nói đợi em xin thêm đứa nữa sẽ cho hán sản về lại quá một năm nữa trúc thanh sinh đôi một trai một gái con trai đặt tên là hán sinh con gái đặt tên là ngọc bội sinh bèn dắt hán sản về nhưng mỗi năm thường đi về đến ba bốn lần. Sinh thấy rằng đi về như thế không tiện, bèn dọn nhà đến Hán Dương. Hán sản 20 tuổi vào trường quận. Trúc Thanh cho rằng ở nhân gian không có người giai ngẫu với con, nên gọi về lấy vợ cho, rồi mới cho về. Cô dâu là Hồ Nương, cũng là con gái của một thần nữ. Về sau Hòa Thị mất, Hán sinh cùng em gái về chịu tang. Trông cất xong, để Hán sản ở lại, sinh dắt hán sinh và ngọc bội đi từ đó không trở lại nữa duyên trong mộng nguyên tác ký sinh ký sinh tự vương tôn là một danh sĩ trong quần vậy cha mẹ thấy lúc còn bế ẩm đã biết nhận cha cho là có tuệ căng yêu quý lắm lớn lên càng đẹp Tám 9 tuổi đã biết làm văn đọc thơ, 14 tuổi vào học trường quận tường, thường ngỏ ý tự kén vợ lấy. Cha sinh là Quế Am, có người em gái là Nhị Nương, lấy vị tú tài họ Trịnh, tên Tử Kiều, sinh được con gái là Khuê Tú, xinh đẹp tuyệt vời. Vương Tôn nhìn thấy, trong lòng thầm yêu dấu, nhớ nhung thắm thiết, bỏ ăn quên ngủ. Cha mẹ lo quá, cố gắng hỏi, cuối cùng sinh phải thú thật cha mẹ bèn sai người mối đến nhà nhị nương tính trịnh cẩn thận cho là anh em nội ngoại có họ gần nên từ chối vương tôn bệnh càng lúc càng nguy kịch mẹ không biết làm sao nên ngầm nói với nhị nương chỉ yêu cầu cho khuê tú đến thăm một lần thôi trịnh nghe càng giận buông lời tàn tệ cha mẹ sinh tuyệt vọng đành thôi vậy trong quận có họ trương nọ cũng là một đại phú gia có được năm cô con gái, cô gái nhỏ tên là ngũ khả, có nét đẹp hơn các chị, còn kén chọn chưa hứa hôn. Một hôm đi viếng mộ, giữa đường gặp vương tôn, từ trong xe nhìn thấy, về nói chuyện với mẹ. Bà dò biết tình ý, liền tìm mụ mối là vu thị để nhờ ngõ lời. Mụ mối liền đến nhà vương, trong lúc vương tôn bị bệnh, hỏi thăm thì biết rõ căn nguyên. Vu cười mà nói bệnh ấy già này có thể chữa được vân nương hỏi duyên cơ mụ bèn thuật rõ ý của trương và khen ngũ khả nhan sắc xinh đẹp vân nương mừng liền bảo mụ vào thăm vương tôn mụ mối vào vỗ về nói cho vương biết vương tôn lắc đầu chữa không đúng bệnh thì làm thế nào mà khỏi được mụ cười nói tiếp chỉ cần hỏi thầy thuốc có hay hay không thôi chứ nếu là thầy hay về thì mời thầy Hòa mà thầy Hoàng chữa cũng được. Còn nếu cứ mãi chấp nhất chuyện đi tìm đúng người thì bệnh làm sao mà chữa hết được, chỉ còn nước đợi chết thôi, đó chẳng phải là si ngốc lắm ru. Vương thở dài đáp, song thầy thuốc khắp thiên hạ không ai bằng thầy Hòa cả. Mụ sẵn giọng, sao tầm mắt nhìn hạn hẹp đến như vậy? Rồi miệng mụ nói, tay mụ làm hiệu để tả sắc đẹp của ngũ khả, và dáng dấp yểu điệu của nàng. Song Vương Tôn lại lắc đầu. Mụ đừng nói nữa, tôi không dám cao vọng người đẹp như thế đâu. Rồi quay mặt vào vách, không nghe nữa. Mụ mối thấy chí chàng không lay chuyển, bèn đi về. Một hôm, Vương Tôn đang nằm mê mang, chờ có nữ tỳ vào thưa. Người mà công tử ngày mong đêm nhớ đã đến rồi. Vương mừng quá, đứng phát dậy, chạy ra ngoài, thấy người đẹp đã ở giữa sân. Nhìn kỹ thì không phải là khuê tú. Nàng mặc áo màu vàng, quần vóc xếp nếp nhỏ, hơi ló hai mũi giày theo, thần tiên còn kém vậy. Chàng chào hỏi họ tên, nàng đáp. Thiếp tên là Ngũ Khả, chàng là người nặng tình mà chỉ riêng chung tình có một mình khuê tú, khiến cho người ta rất bất bình. Vương tà lỗi, nói rằng, chưa được thấy dung nhang, trong mắt thiển cận này chỉ có mình khuê tú, nay đã biết tội rồi. Rồi cùng nhau thề nguyện, đương cầm tay ân cần thì là lúc mẹ đến vuốt ve, giật mình tỉnh dậy thì ra chỉ là một giấc chim bao. Nghĩ lại giọng nói dung nhan và tiếng cười của người Ngọc như còn phản phất trước mặt. Bụng nghĩ, nếu ngủ khả đúng là cô gái trong mộng thì hà tất phải tìm nơi khó khăn. Rồi thuật lại giấc mộng vừa rồi cho mẹ nghe. Mẹ mừng thấy con đã chuyển lòng, muốn tìm mối tới hỏi ngay. Vương Tôn sợ là thấy trong mộng không biết có đúng thực là nàng chăng. Bèn nhờ bà hàng xóm quen biết với họ Trương, kiếm cớ sang chơi để xem mặt ngũ khả như thế nào. Bà già đến nhà, thấy ngũ khả đương ốm, tự gối chống càm, dáng kiều mị, trông xinh đẹp tuyệt trần. Bà đến gạn hỏi là bệnh gì, nàng lặng thinh không đáp, tay mân mê thắt lưng, mẹ đỡ lời không phải là bệnh đâu suốt ngày bực với cha mẹ đấy hỏi duyên cớ mẹ đáp mấy nhà đến hỏi thấy đều không chịu bảo rằng chỉ lấy vương ký sinh thôi vì mẹ khuyên nhủ mà làm bộ không ăn mấy ngày rồi đấy bà già cười mà nói nương tử mà lấy được vương tôn thì đúng là một đôi người ngọc vậy hắn mà nhìn thấy ngũ khả sợ lại tiều tụy vì tương tư đến chết mất thôi để tôi về mách người đến làm mối nhé ngũ khả ngăn bà lại nói bà đừng làm thế sợ không thành lại thành trò cười cho thiên hạ vậy bà già cương quyết tự hứa chắc chắn là sẽ thành ngũ khả mới nhoẻn miệng cười bà già ra về bảo là đúng như lời bà mối đã kể vương hỏi tỉ mỉ về phục sức nhất nhất đều hợp đúng với giấc mộng mừng lắm trong lòng cảm thấy hơi khoan khoái một chút nhưng vẫn còn chưa dám tin hẳn lời bà già nói qua vài ngày người dần khỏi bệnh ngầm cho mời vu thị tới lập mưu đi xem mặt ngũ khả vu có vẻ ngần ngại tạm nhận lời rồi đi về mãi không thấy đến vương toan cho đi tìm bỗng thấy mụ vào hớn hở nói có cơ may rồi ngũ khả còn hơi mệt hằng ngày sai tỳ nữ dắt sang viện lạc ở đằng trước chơi công tử có thể đến đấy rình xem mặt được Ngũ Nương đi chậm chậm, tha hồ mà ngắm cho kỹ. Vương Tôn mừng rỡ, nghe theo lời dặn của thị, ngày hôm sau, đóng xe đi sớm, Vu thị đã đứng đợi sẵn, sai người buộc ngựa vào gốc cây đầu thôn, mụ dẫn Vương Tôn vào căn nhà bên đường, đặt ghế cho ngồi rồi khép cửa đi ra. Một lát, quả nhiên thấy Ngũ Khả vịnh vai nữ tỳ bước ra, Vương Tôn từ trong nhà, chú mục nhìn qua khe cửa. Lúc nàng đi ngang cửa, mụ mối cố ý chỉ trỏ trời mây cây cối để nàng đi chậm bước. Vương nhìn rất tường tận, phản phất như đi vào trong cõi mộng, mừng rung cả người. Một lát, mụ mộ mối vào hỏi, có thể thay khuê tú được chăng? Vương Tôn cảm tạ quay trở về, nói với cha mẹ sang để cầu hôn. Người mối đến thì ngũ khả đã hứa hôn với người khác mất rồi. Vương thất vọng, hối tiếc, buồn rầu muốn chết tức khắc lại trở bệnh liền cha mẹ lo lắm trách là mình làm lỡ việc của con vương tôn không nói sao được mỗi ngày chỉ có thể uống một bát nước gạo ốm mấy tháng gầy trơ xương so với trước còn tệ hơn bỗng mụ mối đến thấy sinh ngạc nhiên hỏi sao lại mệt quá thế này vương tôn ứa nước mắt kể rõ thực tình bà mụ cười mà đáp công tử si tình quá ngày trước người ta tìm mình thì mình khước từ bây giờ mình muốn cầu người ta mà chắc thành được ư tuy nhiên vẫn còn có cơ hội trước có bàn với nhà này gả cho hoàng tử ở kinh đô nhưng tôi có thể cướp lại được vương mừng lắm hỏi kế bà mụ bảo sai người nộp hôn tư hẹn hôm sau ở nhà trương quế am sợ là đường đột sẽ bị người ta cự tuyệt mụ trả lời hôm trước trương tướng công đã trót hứa rồi sau vài ngày lại hối vả lại tuy hứa gả cho người ta nhưng vẫn chưa có hôn thư ngạn ngữ có câu người nào nấu cơm chín trước ăn trước việc gì phải nghi ngại quế am theo lời ngày hôm sau cho hai người đi không bị khước từ được khao thưởng trọng hậu rồi về vương tôn mừng rỡ khỏi cả bệnh từ đấy không còn tương tư khuê tú nữa lúc trước trịnh tử kiều từ hôn khuê tú có vẻ buồn nay nghe tin vương thành hôn với ngũ khả lòng càng uất ức hoảng hốt mắc bệnh ngày càng gầy mòn cha mẹ lo lắng nàng không dám nói lữ tỳ biết rõ ý thầm nói với mẹ trịnh nghe chuyện giận lắm không thuốc than gì để mặc cho con muốn chết cứ chết nhị nương oán giận nói cháu tôi cũng chẳng xấu xí gì sao lại giữ lối hủ nho mà giết chết con gái vậy trịnh bực mình đáp sinh con gái như thế không bằng để chết sớm đi để người ta khỏi chê cười vì thế mà hai vợ chồng sinh ra bất hòa nhị nương bảo với con nếu lấy vương tôn con có chịu làm thiếp hay không nàng cúi đầu lặng thinh như bằng lòng nhị nương lại thương lượng với chồng trịnh càng giận mặc cho nhị nương toan tính coi như là con gái đã chết không còn nhắc tới nữa nhị nương lại yêu con tha thiết muốn thực hiện lời nói Khuê Tú mừng lắm mới dần dần khỏi bệnh. Do biết là Vương Tôn sắp sửa định ngày nghinh hôn, đến ngày mượn cớ là cháu cưới vợ, muốn về thăm. Sáng sớm, hai người nói với anh xin cho đầy tớ mang xe đến đón. Anh rất yêu chiều em gái, làng lại gần nhau, liền đem xe dự bị để đón dâu, đến đón nhị nương trước. Tới nhà, nhị nương cho con gái điểm trang lên xe, sai hai đầy tớ và hai vú già hộ tống đi. Đến cửa, lấy thảm trải ra đất để bước vào, lúc đó ban nhạc đang tập hợp sẵn, người theo tùy tùng quát bảo cử nhạc. Đường lúc nghe tiếng ồn ào, Vương Tôn chạy ra xem, thấy cô gái khăn hồng trùm đầu, sợ quá toan chạy, đầy tớ nhà họ Trịnh kèm hai bên, bắt phải giao bái. Vương chẳng biết nói sao, đành lại cho xong, hai vú già đỡ cô gái vào phòng cô dâu ngồi, mới biết là khuê tú cả nhà nhốn nháo không biết nên làm thế nào lúc đó đã gần chiều vương tôn không dám làm lễ nghinh thân nữa quế am sai người đến hỏi thực tình với nhà họ trương trương giận toan đoạn tuyệt thì ngũ khả không chịu nàng thưa họ tuy đến trước nhưng chưa đủ sính lễ chi bằng cước cho thân nghinh vậy cha nghe lời nói lại với sứ giả người nhà về bẩm lại quế am vẫn không dám theo ngồi nhìn nhau chần chừ dở khóc dở cười trương đợi lâu không thấy đến biết là không xong đèn sắp xe ngựa đưa ngũ khả đi đến nơi sửa soạn một phòng cô dâu khác vương tôn đứng giữa lúng túng không biết phải xử trí ra sao mẹ phải đứng ra điều đình về thứ tự theo tuổi hai nàng dâu đều vâng lời đến lúc ngũ khả nghe biết khuê tú lớn hơn mình một tuổi ngại không muốn gọi là chị mẹ lo lắm được ba hôm cùng họp ở chỗ mẹ thấy khuê tú có vẻ phong vận ưa nhìn cho là trên từ đấy mới định rõ danh phận cha mẹ còn lo lâu ngày sẽ xin chuyện nhưng hai nàng vẫn không có điều tiếng gì quần áo mặc lẫn của nhau yêu như chị em gái vương tôn hỏi ngũ khả về duyên cớ từ hôn nàng đáp không có ý gì khác cả chỉ để báo lại chàng khước từ lời vu thị vậy trước chưa nhìn thấy thiếp trong tim chàng chỉ có một mình Khuê Tú Đã thấy thiếp rồi Thiếp cũng muốn coi chàng đối với thiếp so với Khuê Tú ra sao Người ta đã khiến chàng phải ốm tương tư Thì bất tất gượng ép cầu cạnh làm gì Vương Tôn cũng cười nói Báo thù kẻ cũng ác đấy Nhưng nếu không có bà vu Thì đâu đã được trông thấy Phương Dung Ngũ Khả nói Đấy là thiếp muốn chàng trông thấy mặt Chứ mụ mối thì làm được gì Lúc qua cửa, há không biết có người đăm đắm nhìn theo ư. Trong mộng đã trót hẹn nhau rồi. Sao còn không tin hả? Vương ngạc nhiên, hỏi làm sao biết? Nàng nói, thiếp trong lúc bị bệnh, nằm mơ đến nhà chàng, cứ cho là vòng tưởng. Về sau nghe nói chàng cũng nằm mộng, mới biết là hồn mộng đi đến nơi thật. Vương Tôn lấy làm lạ, đèn thuật lại giấc mộng này, ngày giờ đều đúng, lương duyên của hai nhà, đều do mộng mà thành kể cũng là kỳ tình vậy nên cùng chép vào đây thủy long cung nguyên tác la sát hải thị mã tuấn tự tự là long môi con người lái buôn lúc nhỏ phóng khoáng khéo múa hát thường theo bọn lê viên tử đệ lấy khăn gấm quấn đầu đẹp như con gái nên có biệt hiệu là Tuấn Nhân Năm 14 vào học trường quận Rất nổi tiếng Cha già yếu Nghỉ buôn về nhà Bảo sinh rằng Mấy quyển sách Đói không thể đem ăn Rét không thể đem mặc được Còn hãy nên đổi lấy nghề buôn của cha Do đó Mã gom tiền vốn tiền lời Theo người ta vượt biển đi buôn Đi bảo thổi bạc đi Qua mấy ngày đêm Đến một đô thị người ở đây đều cực xấu thấy mã đến đều cho là yêu quái hùa nhau mà chạy lúc đầu mã thấy tình trạng thế sợ lắm kịp khi biết rõ người nước này sợ mình nên lấy thế dọa họ gặp ai ăn uống thì chạy lại họ hoảng sợ chạy trốn liền ăn những thức còn lại lâu dần đi vào các xóm làng ở trong rừng núi người ở đó hình mạo cũng giống người bình thường song áo quần rách rưới như là ăn mày Mã ngồi nghỉ ở gốc cây, họ không dám tới gần, song vẫn đứng xa nhìn lại. Lâu dần, biết mã không phải kẻ ăn thịt người, họ mới lân la tới gần. Mã cười hỏi chuyện, tiếng nói tuy khác, nhưng cũng có thể hiểu được phân nữa. Mã liền kể rõ lai lịch, thôn nhân mừng lắm, bảo khắp xóm làng là khách không phải là kẻ bắt người ăn thịt. Xong những người xấu quá vẫn không dám đến gần, còn những kẻ tới nơi thì vị trí miệng mũi họ cũng giống như người trung quốc họ cũng bày rượu để thết đãi mã mã hỏi làm sao mà sợ tôi như vậy họ đáp từng nghe cha ông nói cách xa vạn sáu ngàn dặm ở phía tây có nước trung quốc nhân dân ở đó hình tượng xấu xí dị thường song chỉ mới tai nghe thôi hôm nay mới tin là đúng hỏi sao các anh nghèo khổ thế họ đáp ở nước tôi, những người được trọng vọng không phải là văn chương mà là hình mạo, người nào hình mạo đẹp nhất làm thượng khanh, thứ nữa thì làm dân xã, kém nữa thì cũng được bậc quý nhân sủng ái nên được lương cao để nuôi vợ con. Còn bọn chúng tôi, lúc mới sinh ra cha mẹ đều cho là bất thường, đem vứt đi, nhưng chưa nở là vì để nói giỏi tông đường vậy. Hỏi, đây gọi là nước gì? Họ đáp nước Đại La Sát, đô thành ở phía bắc cách đây 30 dặm. Mã sinh họ dẫn đi du ngoạn, thế rồi gà gáy, thức dậy, họ đem mã cùng đi. Trời sáng thì đến Kinh Đô, tường thành xây bằng đá đen, trông như mực. Lầu gác cao gần trăm thước, nhưng ít ngói, lợp bằng đá đỏ. Nhặt hòn đá vỡ mài trong móng tay, không khác gì chu sa. Gặp lúc lui chầu, trong triều có người mũ lọng đi trở ra, hôn nhân chỉ và nói, đây là quan tướng quốc đó. mã nhìn thấy người ấy, hai tay quặp về phía sau, mũi có ba lỗ, lông mày che phủ mắt như hai cái rèm. tiếp hai người cưỡi ngựa ra, hôn nhân nói, đây là quan đại phu. rồi lần lượt chỉ quan tước từng người, đều hình mạo ghê gớm quái dị, nhưng chức vị thấp dần thì diện mạo cũng bớt xấu. một lát khắp trong nước không kỳ lớn nhỏ đều biết trong thôn có dị nhân những bậc tấn thân đại phu tranh nhau muốn mở rộng kiến văn liền sai thôn nhân mời mã nhưng mỗi khi đến một nhà nào người gác cổng liền đóng cửa lại đàn ông đàn bà chỉ đứng len lén nhìn qua khe cửa nói chuyện suốt một ngày không có ai dám giáp mặt cả thôn nhân nói ở đây có quan thị lan đã từng vì tiên vương đi sứ các nước giao tiếp nhiều người hoặc giả đối với các hạ không sợ chăng? Dẫn đến nhà quan Thị Lan, quả nhiên Thị Lan mừng rỡ, tôn làm thượng khách. Má nhìn diện mạo quan Thị Lan như người tám chín mươi tuổi, mắt lồi hẳn ra, râu như lông nhím. Thị Lan hỏi, tôi lúc thiếu thời phụng mệnh vua đi sứ rất nhiều nước, riêng chưa được đi Trung Hoa. Năm nay đã 120 tuổi rồi, lại được gặp một nhân vật thượng quốc. Việc này không thể không tâu lên thiên tử nhưng đã lui về ở rừng núi hơn 10 năm chưa hề bước tới triều giai sớm mai việc các hạ cố gượng đi một chuyến liền bày tiệc theo đúng lễ chủ khách rượu được vài tuần gọi nữ nhạc hơn 10 người thay phiên hát múa dung mạo các nàng xấu như dạ xoa đều lấy gấm trắng quấn đầu mặc áo đỏ thả trùng quét đất diễn sướng chẳng hiểu là từ khúc gì nhịp điệu kỳ quái chủ nhân ra vẻ vui thích hỏi khách ở trung quốc có nhạc này không mã đáp có chủ nhân yêu cầu cho nghe nhạc mã liền gõ bàn và ca xong một khúc chủ nhân thích lắm khen hay lạ lùng tiếng như phượng hót rồng ngâm tôi chưa được nghe bao giờ cả hôm sau thị lan vào triều tiến cử với quốc vương vua hớn hở hạ chiếu có hai ba quan đại thần can lại nói hình trạng quỷ quái sợ sẽ làm kinh động thánh thể vua bèn thôi thị lan ra thuật cho mã nghe và lấy làm tiếc ở lâu lâu cùng chủ nhân uống rượu say mã tuốt kiếm nhảy múa lấy than xoa mặt làm trương phi chủ nhân khen là đẹp và nói xin khách làm trương phi ra mắt quan thừa tướng thừa tướng tất phải vui vẻ dùng khách bỗng lộc sẽ tới không khó gì mã đáp du hí còn có thể được đâu có thể dùng diện mạo để mưu đồ vinh hiển. Chủ nhân cố cưỡng ép, Mã mới nhận lời. Chủ nhân bày tiệc, mời các bậc quyền quý đến dự, bảo Mã vẽ mặt đợi sẵn. Một lát khách tới, gọi Mã ra chào, khách ngạc nhiên nói, Lạ nhỉ, sao trước xấu mà nay đẹp vậy? Liền cùng ngồi uống rượu với nhau rất vui vẻ. Mã lã lướt ca khúc, giật dương, cử tọa đều phục lăng ra. Ngày hôm sau, tranh nhau làm sớ tiến cử mã. Vua vui mừng lấy cờ tiết triệu vào triều. Mã vào bề kiến, vua hỏi về đạo trị an ở Trung Quốc. Mã ủy khúc tâu bày, được vua khen thưởng, ban yết ở ly cung. Triệu ngà ngà say, vua hỏi. Nghe khanh sở trường về nhã nhạc, có thể cho quả nhân được nghe chăng? Mã liền đứng dậy múa, cũng bắt chước lấy gấm trắng quấn đầu, ca những âm điệu mê ly vua rất vui tức khắc ban chức hạ đại phu luôn luôn được dự tử yến ân sủng đặc biệt lâu dần văn võ bá quan biết mã dùng diện phục giả đi đâu cũng thấy người ta thì thầm và không có vẻ thân mật với mình mã từ đấy bị cô lập tự thấy bối rối không an tâm liền dân sớ xin hưu trí vua không cho lại xin nghỉ phép vua cho nghỉ ba tháng thế rồi mã dùng xe ngựa chở châu báu quay về miền sơn cước người trong thôn đi bằng đầu gối ra đón mã đem vàng bạc phân phát cho những người quen biết cũ tiếng hoan hô như sắm dậy người trong thôn nói bọn tiểu nhân chúng tôi nhờ ơn quan đại phu ngày nào đi chợ biển sẽ tìm mua đồ trân ngoạn để đền đáp quan đại phu hỏi chợ biển ở chỗ nào họ đáp chợ họp giữa biển thương nhân trong bốn biển gom góp hóa bão bốn phương mười hai nước đều lại mua bán trong chợ có nhiều thần tiên du ngoạn mây rán mịt trời sóng gió bất thường những quý nhân hay tự trọng không dám mạo hiểm đều đem vàng lụa nhờ chúng tôi mua hộ những thứ chân bão nay cũng gần tới kỳ rồi mã hỏi làm sao mà biết họ đáp mỗi khi thấy chim đỏ bay đi bay lại trên mặt biển thì sau 7 ngày tới phiên chợ. Mã hỏi thăm ngày, muốn đi cùng để du ngoạn. Thôn nhân khuyên nên cẩn thận. Mã nói, tôi vốn là khách giang hồ, sợ gì sóng gió. Chẳng mấy lúc, quả có người lục tục đến nhà gửi tiền của. Liền cùng nhau thu xếp hành trang xuống thuyền. Trong thuyền có kể mấy chục người khách. Thuyền đáy bằng, mạng cao, 10 người cầm tay chèo, rẽ nước đi như tên. Đi ba ngày, xa xa đã thấy giữa quảng mây nước mênh mông nhấp nhô những lầu gác trùng đẹp và những thuyền buôn chi chít như bầy kiến. Một lát, thuyền tới chân thành, nhìn những viên gạch trên mặt tường, mỗi viên dài tới ngang đầu người, tròi canh trên mặt thành cao ngất như mây. Buộc thuyền đi vào, thấy trong chợ bày la liệt những thứ kỳ trân dị bảo, sáng lóe cả mắt, phần nhiều là những thứ thế gian không có hốt nhiên thấy một thiếu niên cưỡi tuấn mã đi tới người ở chợ đều chạy dạt ra họ bảo nhau đây là tam thế tử con vua đông dương thế tử đi qua nhìn mã và hỏi người kia không phải là người xứ lạ ư liền có người chạy đến trước ngựa lại hỏi quê quán mã vái chào đứng bên đường và nói rõ ban tộc thế tử mừng rỡ nói các hạ đã quan lâm tới đây âu cũng là có duyên phận với nhau Thế rồi đưa ngựa cho mã, mời cùng đi. Hai ngựa song song ra thẳng phía tây, vừa tới mé đảo, ngựa liền hí một tiếng rồi lao xuống nước. Mã sợ kêu thất thanh, thấy nước rẽ hai bên, thẳng như vách đứng. Một lát, thấy tòa cung điện, xà khảm bằng đồi mồi, ngói làm bằng vẫy cá, bốn vách trong suốt, bóng loáng lóe mắt. Thế tử xuống ngựa mời mã vào, nhìn lên thấy long vương ở trên, Thế tử Khải Tấu Thần đi chơi ngoài chợ Gặp được người hiền sĩ Trung Hoa Dẫn vào bệ kiến đại vương Mã vào quỳ lạy Long vương nói Tiên sinh là bậc văn học sĩ Tất còn hơn khuất nguyên Tống Ngọc Muốn phiền tay đại bút Làm cho một bài phú hải thị Mong đừng tiếc tài châu Ngọc Mã cúi đầu lạy Vân lệnh Liền trao cho nghiêng thủy tinh Bút long rồng Giấy trắng như tuyết Mực thơm như lan mã tức khắc viết xong hơn ngàn câu dâng lên trước điện long vương gõ nhịp khen tiền sinh quả thực hùng tài làm vẻ vang cho thủy quốc nhiều lắm liền tụ họp các long tộc mở yến ở cung thái hà rượu uống được vài tuần long vương nâng chén mời khách và nói con gái yêu của quả nhân chưa có lương ngẫu quả nhân muốn ký thác tiên sinh chẳng hay tôn ý thế nào mã thèn thùng rời chỗ rồi chỉ vân dạ. Lòng vườn quay lại bảo nhỏ tả hữu. Một lát, thấy bọn cung nhân dìu một thiếu nữ ra. Tiếng ngọc bội khua chạm, kèn trống vang dậy. Hai người giao bái xong, cô gái lui đi. Má nhìn vợ, thật là người tiên vậy. Một lát tan tiệc. Hai liễu hoàng chăm đuốc hoa, dẫn mã vào phó cung. Giai nhân trang sức ngồi đợi, giường sang hô, điểm tô bằng bát bảo, trứng rũ lưu tô và đính những hạt minh châu bằng cái đấu, chăn đệm đều thơm tho mềm mại. Trời vừa sáng, bầy thị nữ trẻ đẹp đã kéo vào đầy phòng, mã dậy vào triều tạ ơn, được phong làm phò mã đô ý. Vua cho đem bài phú truyền đạt đi các nơi, các vị long vương đều phái người đến mừng, tranh nhau đưa tiếp mời phò mã uống rượu. Mã vẫn xiêm vóc, cưỡi rồng xanh, tiền hô hậu ổn đi ra, mấy chục võ sĩ cưỡi ngựa đều đeo cung chạm chỗ bàn đạp trắng toát huy hoàng lũ lượt trên ngựa gãy đàn trong xe thổi sáo trong ba ngày đi du lịch khắp các biển do đó mà danh tiếng long môi vang lừng bốn biển trong cung có một cội ngọc thụ to tới một quần gốc trong suốt như pha lê giữa có lõi màu vàng lạc nhỏ bằng cánh tay lá giống như bích ngọc đầy bằng đồng tiền mọc chi chít có bóng rợp mã thường cùng vợ ngâm vịnh ở bên dưới hoa nở đầy cây hình dáng như hoa thiềm bồ mỗi khi cánh hoa rụng thành tiếng kêu sang sảng nhặt lấy xem như là mã não chạm trổ trong sáng rất đẹp thỉnh thoảng có thứ chim lạ đến hót lông vàng thấm đuôi dài hơn mình tiếng hót nghe buồn như tiếng ngọc gieo khiến cho người nghe thêm não nuột tâm can Mã mỗi khi nghe lại chạnh nhớ quê hương, nhân nói với vợ: Tôi ra đi đã ba năm, xa cách cha mẹ. Mỗi khi nhớ tới, trào nước mắt, toát mồ hôi. Khanh có thể nào theo ta về được chăng? Công chúa đáp: Tiên trần cách nẻo, không thể nương nhau. Thiếp công nở vui duyên cá nước để chàng buồn lỗi đạo thần hôn, xin thông thả rồi sau trụ liệu. Mã nghe nói khóc nức nở không thôi. Công chúa cũng than thở nói, tình thế này không thể lưỡng toàn được. Ngày hôm sau, mã từ bên ngoài về, Long Vương hỏi, nghe nói đồ ý có ý nhớ cố hương, vậy sớm mai thu xếp hành trang được không? Mã tạ ơn và nói, kẻ cô thần nơi nghịch lữ, mang ơn ưu ái, kết cỏ ngậm vành in sâu phế phủ, xin tạm về thăm, hẹn ngày trở lại. Đến tối, công chúa làm tiệc tiễn biệt mã hẹn ngày tái ngộ nàng nói duyên phận chúng ta đã hết rồi mã buồn rầu công chúa tiếp về phụng dưỡng cha mẹ tỏ lòng hiếu thảo của chàng còn đời người tan hợp thì dù trăm năm cũng như một sớm một chiều việc gì phải làm cái thói nữ nhi khóc than sau này thiếp vì chàng thủ trinh chàng vì thiếp thủ nghĩa non nước đôi nơi chung thủy một lòng tức là duyên kháng lệ, hà tất phải sớm tối bên nhau mới gọi là bách niên giai lão. Nếu chàng trái lời minh ước, thì hôn nhân cũng chẳng tốt lành, nếu thiếu người bếp nút, thì cưới nàng hầu cũng được. Lại còn việc nữa phải nói với nhau, từ độ cùng chung chăn gối, hình như đã có điềm lành, xin chàng hãy đặt tên sẵn cho. Mã nói, nếu sinh con gái, có thể đặt nó là Long Cung, còn con trai có thể đặt nó là Phúc Hải. Vợ sinh một vật làm của tinh, mã lúc ở La Sát Quốc được đôi sen ngọc đỏ đem ra trao cho vợ. Nàng dặn tiếp, sau 3 năm, nhằm ngày mồng 8 tháng 4, chàng nên phóng thuyền đến Nam Đảo để thiếp trả lại con cho chàng. Nàng lại lấy cái túi bằng da cá, đựng đầy châu báu trao cho mã mà nói, cất đi cẩn thận, đây có thể ăn mấy đời không hết trời tờ mờ sáng long vương làm tiệc tiễn hành và ban tặng rất hậu mã bái biệt ra khỏi cung công chúa ngồi xe dê trắng kéo tiễn tới bờ biển mã xuống ngựa lên bờ công chúa gửi lời trân trọng rồi xe quay đi phút chốc đã xa vời nước biển liền khích lại không còn nhìn thấy nữa mã bèn đi về mã từ khi vượt biển đi mọi người đều cho là chết rồi lúc về đến nhà không ai là không ngạc nhiên may mắn cha mẹ đều còn mạnh vợ thì đi lấy người khác rồi mã mới hiểu long nữ dặn mình thủ nghĩa là nàng đã tiên tri vậy cha muốn mã cưới vợ kế Xin không nghe chỉ cưới nàng hầu thôi nhớ kỹ lời hẹn ba năm mã phóng thuyền ra đảo thấy hai đứa nhỏ ngồi trên mặt biển vỗ sóng cười đùa không trôi đi cũng không chìm xuống mã lại gần đưa tay ra một đứa reo lên túm lấy cánh tay rồi nhảy vào lòng mã còn đứa nữa khóc òa lên hình như nó giận không ẩm nó mã lại cũng bế nó lên nhìn kỹ thì là một trai một gái mặt mũi đều khấu khỉnh trên mũ phía trước trán có đính bông hoa ngọc chính là bông sen đỏ vậy đằng lưng nó đeo chiếc túi gấm mở ra coi thấy có bức thư nói cầu chúc song thân chàng an khang trường thọ. Phút chốc ba năm bụi hồng cách biệt, mênh mông giải nước, tinh nhàn khó thông, đi về lẻo đẻo chim bao, trong ngóng mỏi mòn con mắt, trời xanh vòi vòi hẫm hận nhường bao, sông le nghỉ, hàng nga trộm thuốc, cung quế còn chiếc bóng bơ vơ, chức nữ gieo thoi, sông ngân vẫn đôi bờ ngăn cách, mình đã bằng ai dám mong hoàn hảo, vừa nghĩ tới đó liền đổi sầu làm vui xa nhau hai tháng trở dạ song sinh đến nay con đã oa oa bế ẩm bập bẹ cười tìm gặm táo lê khỏi cần bú có thể xa mẹ trao trả lại chàng trước trao cho bông sen ngọc đỏ nay nhân đem đính mũ làm tin những lúc ẩm con trên đầu gối cũng coi như thiếp ở bên cạnh nghe tin chàng vẫn còn nhớ ước xưa khiến cho thiếp cũng hài ý nguyện giữ tình tròn một thề chết không hai trân kỳ trong hộp chẳng đựng sáp hương, trang điểm trước gương không dùng son phấn, chàng tự chinh phu, thiếp là đảng phụ. Dù không gần gũi gối chăn, cũng có thể gọi là thuận hòa cầm sắc. Riêng nghĩ, ông bà bồng cháu nội mà chưa biết mặt con dâu, so về tình lý, thật cũng khuyết sơ. Năm sau đây mẹ sẽ mãn phần, lúc tống chung tiếp sinh tới huyệt, trọn đạo dâu con khỏi niềm hám hận sau đây thời long cung mành giỏi hãy còn nhiều lúc chăm nom phúc hải lớn khôn hoặc cũng có đường qua lại cúi mông trân trọng nói chẳng hết lời mã xem thư đọc đi đọc lại lệ nhỏ đầm đìa hai con ôm cổ dục đi về thôi mã càng nức nở dỗ con và hỏi con biết nhà ở đâu không con cứ khóc oa oa đòi về Mã nhìn mặt biển mênh mông, chân trời xa lấp, người đẹp bạc tâm, sóng khói đường cùng, ôm con quay thuyền thờ thẫn trở về. Mã biết là mẹ Thọ không được lâu, mọi thứ về hậu sự đều dự bị sẵn, chung quanh sinh phần trồng hơn 100 cây tùng giả. Qua năm sau, quả nhiên mẹ chết, Linh Cửu vừa đưa ra tới huyệt, bỗng thấy một cô gái mặc áo xô đến, mọi người đang ngạc nhiên nhìn thì sấm sét ầm ầm, gió mưa kéo lại mù mịt trong chớp mắt không thấy nàng đâu nữa. Những cây cối mới trồng ở mộ, phần nhiều bị khô héo, bây giờ đều xanh tốt hết. Phúc Hải lớn lên, nhớ lời mẹ, bỗng nhiên nhảy xuống biển cách vài ngày mới về. Long Cung là con gái, không đi được, thường hay đóng cửa ngồi khóc. Một hôm tờ mờ sáng, Long Nữ hốt nhiên đi vào, ngăn con và nói, con gái sắp có chồng rồi mà còn khóc nhè à. Liền cho một cây sang hô tám thước, lòng não hương một gói minh châu một trăm hạt một đôi bát bảo khảm vàng để làm đồ cưới mã nghe tiếng đột nhiên bước vào cầm tay than khóc một lát thấy sét đánh thủng nóc nhà rồi không thấy long nữ đâu nữa nhạc trọng nguyên tác nhạc trọng nhạc trọng người tây an cha mất sớm lúc mẹ còn thai trọng mẹ trọng sùng đạo phật kiên ăn mặn không uống rượu khi trọng lớn lên lại thích rượu chè ăn uống trong bụng thầm cho là mẹ lầm lẫn trọng thường dâng những thứ ngon ngọt mời mẹ ăn mẹ đều không ăn khi mẹ ốm sắp chết lại thèm ăn thịt trong lúc cấp bách không kiếm đâu ra thịt trọng bèn cắt thịt đùi bên trái dâng mẹ dần dần bệnh hết mẹ hối là đã phá giới bèn nhìn ăn mà chết trọng thương xót mà phẫn uất quá đổi lấy dao cắt thịt đùi bên phải đến tận xương người nhà xúm lại cứu, bôi thuốc, lấy vải buộc, rồi khỏi. Trong bụng trọng nghĩ mẹ khổ vì kiên cử, lại thương mẹ hơn, đèn đốt tượng Phật lẫn bàn thờ, đặt bài vị thờ mẹ. Mỗi khi uống say rồi, ngồi trước bàn thờ mà khóc lóc. Nhạc trọng hơn 20 tuổi mới lấy vợ, vẫn còn là đồng tử. Lấy vợ được 3 ngày, bảo mọi người. Trai gái ở chung phòng là bẩn nhất trên đời, tôi thật không thích. Đoàn bỏ vợ bố vợ là cố văn uyên nhờ hàng xóm xin cho vợ trở lại nói ba bốn lượt chồng nhất định không chịu được một năm cố ông bèn gả chồng chỗ khác chồng ở một mình mười năm sống càng phóng túng cùng uống rượu với cả bọn nô lệ kép hát xóm làng ai xin gì cũng cho còn mình đi mượn nồi hàng xóm để nấu cơm bọn vô lại biết tính chàng sớm tối kéo đến lừa gạt có đứa không có tiền đánh bạc đến trước mặt trọng khóc sụt xịt trọng đang sắp tiền thuế dốc túi ra cho liền chẳng bao lâu nha lại đến nhà thuốc thuế phải cầm bán điền thổ để nộp vì thế nhà cửa càng ngày càng sa sút trước đó khi trọng còn giàu có bọn anh em họ tranh nhau phụng sự trong nhà có cái gì chúng tự ý lấy đi cũng chẳng cần biết đến khi trọng nghèo túng rất ít kẻ thăm hỏi cũng may trọng là người khoáng đạt không để ý đến điều đó gặp ngày dỗ mẹ, trọng bỏng mắc bệnh, không thể đi thăm mộ được, toan nhờ anh em đi cúng thay. Đầy tớ đến gõ cửa mỗi nhà, họ đều từ chối là có việc bận. Trọng bèn bày mâm cúng ở trong buồn, đứng trước bài vị mà kêu gào, lại đau đớn vì không có người nói giỏi, càng thêm lo nghĩ, do đó bệnh càng nặng. Trong lúc hôn mê, cảm thấy có người vỗ về, hé mắt nhìn thì là mẹ. Sửng sốt hỏi, mẹ ở đâu đến? Mẹ nói, vì trong nhà không có ai lên thăm mộ, cho nên mẹ về hưởng lễ và xem con bệnh ra sao. Trọng hỏi, lâu nay mẹ ở đâu? Đáp, mẹ ở Nam Hải. Đoạn, Trọng thấy chân tay mát rượi, mở mắt nhìn quanh chẳng thấy ai cả, mà bệnh khỏi hết. Trọng nghĩ đến đi lễ Hải Nam, vốn nổi không có bạn. Gặp lúc làng bên có lập hội đi hành hương, Trọng bán 10 mẫu ruộng, lấy tiền góp hội, nhưng bị họ cự tuyệt vì cho chàng là người phúng túng. Van sinh mãi mới được nhập hội, đến lúc đi đường, trọng đi đến đâu cũng thấy mùi thịt bò, hành tỏi xông lên, người ta càng ghét. Thừa lúc trọng uống rượu ngủ say, họ đi chẳng cho biết. Trọng lại đi một mình, đến tranh giới đất mân, gặp bạn mời uống, lại có danh kỹ Quỳnh Hoa ở trong bàn tiệc. Tình cờ, trọng nói là đi chơi Nam Hải, Quỳnh Hoa xin đi theo. Trọng vui mừng, lập tức đợi thu xếp hành lý rồi cùng đi tuy ăn cùng mâm ngủ cùng phòng nhưng tuyệt nhiên không có mảy may tình ý đến nam hải rồi người trong hội vừa lập xong trai đàn thấy trọng đem theo kỹ nữ đến họ càng chê cười khinh bỉ không cho dự lễ cùng trọng và quỳnh hoa biết ý đợi họ lễ xong mới lễ sau bọn họ lễ xong lại hận rằng không thấy ứng nghiệm có người ức đến khóc trái lại khi trọng và quỳnh hoa vừa sụp lại chợt thấy hoa sen mọc khắp mặt biển trong hoa có các chuỗi ngọc rủ xuống quỳnh hoa trông thấy bồ tát còn trọng trông thấy toàn là mẹ mình trên các bông sen vội chạy gọi mẹ nhảy xuống biển để theo mọi người trông thấy vạn bông sen đều hóa ra màu sáng đỏ che mặt biển như gấm dây lát mây lặng sóng yên tất cả đều biến mất chỉ có một mình trọng đứng ở trên bờ cũng không hiểu tại sao lại lên được. Giày áo đều không ướt, đứng nhìn ra biển gào khóc, tiếng khóc rung động cả các hòn đảo. Quỳnh Hoa kéo đi khuyên giải, trọng buồn bã bước ra khỏi chùa, thuê thuyền về Bắc. Dọc đường, có nhà hào phú đến mời Quỳnh Hoa đi mất. Trọng nằm nhà trọ một mình, chợt thấy đứa bé, chừng 8-9 tuổi, xin ăn trong quán. Mặt mũi không có vẻ con nhà ăn xin, gặn hỏi, mới biết là nó bị mẹ ghẻ đuổi đi. Trọng chạnh lòng thương, thằng bé cứ quanh quẩn bên cạnh van xin cứu vớt, bèn dắt nó cùng về, hỏi đến họ tên, nó xưng tên con là A Tân, họ ưng, mẹ họ cố, thường nghe mẹ nói lấy ông ưng 6 tháng thì đẻ con, con vốn họ Nhạc. Trọng kinh ngạc nghĩ, mình suốt một đời đi lại với vợ chỉ có một lần chẳng dè có con, nhân tiện hỏi, họ Nhạc quê ở đâu? đáp rằng không biết nhưng lúc mẹ mất giao cho một phong thư dặn rằng chớ đánh mất trọng vội hỏi thư tân mở khăn gói đeo lấy thư đưa trọng trọng xem thư thì là thư ly hôn với cú thị năm xưa kinh ngạc nói thật là con ta rồi xét năm tháng rất đúng cũng an ủi trong lòng nhưng nhà càng ngày càng nghèo sống được hai năm ruộng bán gần hết sau cùng không nuôi nổi đầy tớ phải tự làm lấy mọi việc một hôm bố con đang thổi cơm, chợt có một người đàn bà đẹp đi vào, nhìn xem thì là Quỳnh Hoa. Sửng sốt hỏi ở đâu lại, nàng cười đáp. Đã là vợ chồng giả với nhau rồi còn hỏi gì nữa. Lúc trước không theo ngay là vì còn mẹ già, nay bà cụ đã mất, nghĩ rằng không theo ai thì không có người nương tựa. Theo người thì tự nghĩ thấy mình không trong sạch, chẳng bằng theo chàng là kế lưỡng toàn, cho nên chẳng quản đường xa vạn dặm, đoạn cởi áo thay con làm bếp trọng mừng rỡ vô cùng đêm đêm bố con cùng nằm một giường như cũ dọn riêng một phòng cho quỳnh hoa ở quỳnh hoa cũng khéo nuôi con họ hàng nghe chuyện đều bảo làm tiệc mừng hai người vui vẻ nhận khách đến nhà quỳnh hoa lo liệu hết tất cả mọi thứ tết đãi trọng cũng không hỏi ở đâu ra dần già quỳnh hoa bỏ tiền ra chuộc lại điền sản cũ lại thuê đầy tớ tậu trâu ngựa càng ngày càng giàu có Trọng thường bảo Lúc nào tôi say rượu Nàng nên tránh đi Chứ để tôi trông thấy Quỳnh Hoa cũng cười mà nhận lời Một hôm say lắm Gọi Quỳnh Hoa rất gấp Quỳnh Hoa sửa sang rất đẹp đi ra Trọng ngó rất lâu Chợt lộ vẻ mừng rỡ Nhảy múa như điên Nói rằng ta giác ngộ rồi Thoát tỉnh rượu Cảm thấy trời đất sáng trưng Nhà mình ở toàn là mái ngọc lầu quỳnh Một lúc mới hết từ đó bỏ thói uống rượu ở chợ chỉ ngồi uống rượu với quỳnh hoa quỳnh hoa ăn chay uống nước trà hầu tiếp một hôm say rượu ngà ngà bảo quỳnh hoa bóp đùi thấy vết cắt trên đùi hóa ra hai bông sen hàm tiếu mọc ngầm trong thịt quỳnh hoa lấy làm lạ trọng cười bảo khi nào nàng thấy hai bông hoa này nở thì cặp vợ chồng giả hai mươi năm này chia tay đấy quỳnh hoa cũng tin là thật lấy vợ cho a tân rồi quỳnh hoa dần dần giao phó công việc nhà cho nàng dâu cùng trọng ở một nhà riêng dâu và con mỗi ngày ba buổi sang hầu chẳng ngại nặng nhọc trọng không cho chỉ nuôi hai đứa hầu gái một pha rượu một pha trà mà thôi một hôm quỳnh hoa đến chỗ ở của tân vì nàng dâu có nhiều việc khó khăn cần trình bày hồi lâu mới về tân cũng theo để hầu cha vào cửa thấy trọng chân không ngồi trên giường nghe tiếng động, trọng mở mắt mỉm cười. Mẹ con đến vừa hay. Rồi nhắm mắt lại, Quỳnh Hoa kinh hãi nói, chàng định làm gì thế? Nhìn đến đùi, hai bông sen đã nở to, sờ vào người đã tắt hơi, vội lấy hai tay nắm hai bông sen cho cụp lại, khấn vội rằng, tôi nhìn dặm theo chàng không phải là dễ, nay vì chàng dạy dỗ dâu con cũng có chút công, nếu có chênh lệch vài năm sao không gắng đợi được đồ khoảng nấu chín nồi cơm, trọng bỗng mở mắt cười mà bảo rằng nàng có việc của nàng, sao cứ phải kéo một người nữa làm bạn, tôi đành vì nàng mà ở lại vậy. Quỳnh Hoa buông tay ra, thì bông sen lại cụp vào, từ đó lại ra vào cười nói như trước. Được hơn 3 năm, Quỳnh Hoa gần 40 tuổi, vẫn yếu điệu như độ 20. Chợt nói với trọng, Phàm con người lúc chết rồi bị người ta nắm đầu vác chân thật không đẹp đẽ chút nào bèn thuê thợ đóng hai chiếc quan tài. Tân sợ hãi hỏi, mẹ đóng quan tài để làm gì? Đáp, con không biết được. Đóng xong rồi, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo đẹp, bảo với con dâu rằng, ta sắp chết đây. Tân khóc mà thưa, mấy năm nhờ mẹ trông non mới không đói rét, mẹ cũng chưa được hưởng nhàn bao giờ, sao lại bỏ con mà đi? Quỳnh Hoa nói, cha trồng cây phúc thì con được hưởng, trâu bò đầy tớ là những kẻ lường gạt nó đến trả nợ cho cha con ta chẳng có công gì ta vốn là tán hoa tiên nữ vì chợt nghĩ đến cõi trần nên bị đầy xuống trần gian hơn 30 năm nay đã hết hạn nói xong tự nằm vào áo quan gọi tiếp thì hai mắt đã nhắm rồi Tân khóc lóc đi báo tin cho cha thì cha đã đội mũ mặc áo chết từ lúc nào không biết tân gào khóc thảm thiết nhập quan rồi quang ở trong nhà mấy ngày không đậy ván thiên mong rằng cha mẹ sẽ sống lại nhưng tân chỉ thấy chỗ đùi cha có ánh sáng chiếu ra soi sáng cả bốn bức vách trong quan tài của mẹ thì hương thơm sông ngào ngạt các nhà gần đó cũng ngửi thấy đóng chặt áo quan rồi hương thơm và ánh sáng mới dần dần hết chôn cất xong bọn con em nhà họ nhạc dòm thấy có của cùng nhau bàn mưu để đuổi tân chúng bàn kiện lên quang quang không biết xử thế nào định lấy một nửa điền sản chia cho họ hàng của nhạc. Tần không chịu. Kiện lên quận dằn dai mãi không xong. Trước kia, cố ông gả con gái cho họ ưng. Được hơn một năm, ưng di cư sang đất mân, biệt tin tức. Cố ông già rồi không có con, nhớ con gái quá, bèn đi đến chỗ con rể ở. Đến nơi thì con gái đã chết rồi, mà cháu mình thì bị đuổi đi. Phẫn uất bèn kiện đến cửa công, ưng sợ tội đưa nhiều tiền ra để xin bỏ qua cố ông nhất định không nhận kiện đòi cháu cho bằng được ưng ừ tìm khắp trong quận nửa năm không thấy hai vợ chồng cùng bị hình phạt tình cờ một hôm đi dọc đường cố ông gặp một chiếc xe lộng lẫy đi qua cố ông bèn tránh sang một bên đường trong xe một người đàn bà đẹp gọi mà bảo rằng người kia có phải họ cố không cố ông gật đầu người đàn bà bảo cháu ông là con tôi hiện đang ở nhà họ nhạc đừng thưa kiện nữa cháu ông đang gặp nạn nên đến ngay đó Cô ông muốn hỏi kỹ nhưng xe đã đi xa rồi Cô ông bèn nhận tiền đút của ưng đi đến tây an ngay đến nơi thì vụ tranh chấp đang gây go Cô ông lập tức đến cửa quan nói rõ ngày con gái bị ly dị ngày tái giá và ngày tháng sanh của con của cháu đầu đuôi rành mạch bọn họ nhạc liền bị đánh đuổi ra lúc ấy mới kết thúc vụ án về đến nhà, cố ông nói đến cái ngày gặp người đàn bà đẹp thì là ngày Quỳnh Hoa mất, lúc ấy chưa xảy ra vụ tranh tụng, Tân bèn dọn nhà cố ông đến nhà mình, xếp chỗ cho ở, đi mua một người hầu. Hơn 60 tuổi, cố ông sinh được một con trai, Tân cũng thương yêu lắm.